Quý vị và các bạn thân mến, Như đã đưa tin trong số báo nổi ra tháng 4 năm 2015, Hội người mù thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi Phụ nữ khiếm thị cùng nhau viết về câu chuyện của chúng ta. Với ba nội dung: nêu cảm nhận của mình về tổ chức hội từ khi tham gia sinh hoạt đến nay, viết về tấm gương phụ nữ khiếm thị là người tốt việc tốt và nêu kỷ niệm sâu sắc nhất làm thay đổi nhận thức của bản thân tác giả Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 77 chị em trong toàn thành hội. Giải nhất của cuộc thi đã thuộc về tác giả Hồ Kim Miến, quận hội Long Biên với bài viết Sáng lên niềm tin. Bài viết không chỉ khắc họa chân thực và sinh động nhưng đầy xúc động về một người phụ nữ đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống bằng ý chí, nghị lực hiếm có. Trong số phát thanh kỳ này Chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe bài viết để cảm nhận rõ hơn về nhân vật cũng như tình cảm, sự khâm phục của tác giả dành cho người phụ nữ đồng tật này. Hưởng ứng cuộc thi phụ nữ khiếm thị viết về câu chuyện của chúng ta của ban công tác phụ nữ mù thành phố Hà Nội. Sau đây, tôi xin được giới thiệu về một tấm gương người phụ nữ đã để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp như một người thầy, một người chị, một người bạn. Đó là chị Lê Bội Hương, hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân. Chị Bội Hương là một người con gái của đất Hà Thành. Khi sinh ra, chị cũng bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, với đôi mắt tròn đen láy và hàng mi dài cong vút trên khuôn mặt bầu bĩnh. Người ông thân yêu của chị muốn tìm cho cô cháu gái một tên gọi thật đẹp và ý nghĩa. Thế là Ông đã đặt cho chị cái tên Bội Hương và thầm mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với chị trong cuộc đời. Bước vào lứa tuổi 20 đầy sức sống với những ước mơ hoài bão và một tương lai rộng mở phía trước. Sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán, chị trở thành kế toán viên của một cơ quan nhà nước. Năm 22 tuổi, chị lập gia đình và có con gái đầu lòng. Cuộc sống của chị tưởng chừng cứ êm đềm trôi đi, nhưng đến năm 26 tuổi, khi chuẩn bị làm mẹ lần thứ hai thì chị mắc phải căn bệnh quái ác đã dần lấy đi ánh sáng của đôi mắt. Những ngày đầu, chị vừa phải vượt qua sự tuyệt vọng, sợ hãi, vừa phải tập làm quen với cuộc sống trong bóng tối như đi lại, định hướng, làm những công việc quen thuộc trước đây vốn rất đơn giản nhưng giờ đây chị đã phải học lại từ đầu đối với việc chăm sóc con nhỏ tuy đã có kinh nghiệm từ đứa con đầu lòng nhưng với lần sinh thứ hai chị đã phải cố gắng rất nhiều từ việc cho con ăn đến làm vệ sinh cho con rồi những khi con bước đi chập chững đến khi con đi nhà trẻ hàng ngày chị cùng con từng bước vượt đoạn đường hơn một km để đưa cháu đến trường một mình phải chăm hai con nhỏ nên chị gặp vô vàn khó khăn và thử thách nhưng với nghị lực của bản thân đặc biệt là bản năng của một người mẹ cùng với sự giúp đỡ của chồng chị và gia đình chị đã dần dần khắc phục khó khăn sau khi hỏng mắt do sức khỏe không đảm bảo chị đã phải nghỉ làm ở cơ quan và một lần nữa thách thức lại đến với chị, một người phụ nữ mù, với hai đứa con nhỏ, lại mất đi nguồn thu nhập, đã khiến chị chăn trở. Mình phải làm gì để không trở thành gánh nặng của gia đình? Qua giới thiệu của bạn bè, chị tìm đến và được tham gia sinh hoạt hội. Tại đây, chị được học nghề tẩm quất bấm huyệt cổ truyền. Sau khi học xong, chị đã có được việc làm và thu nhập ổn định. Không những lo được cho bản thân mà còn góp phần cùng gia đình trang trải cuộc sống, nuôi dạy hai con nên người. Đến nay, các con của chị đều trưởng thành, ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Trong quá trình làm việc, với tay nghề và uy tín, chị đã được cử đi học lớp đào tạo giáo viên và trở thành giáo viên dạy tầm quất cổ truyền của Thành hội Hà Nội với vai trò của một người giáo viên có tâm với nghề chị luôn chịu khó học hỏi qua sách vở và những người đi trước suy nghĩ tìm tòi những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhằm truyền tài những kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm nghề của chị đến với học sinh nhằm giúp những người đồng tật sau khóa học có được kiến thức và tay nghề tốt để có thể kiếm được việc làm nuôi sống bản thân. Ngoài những giờ lên lớp, với vai trò của một người con dâu trưởng trong gia đình, chị cũng luôn thể hiện được sự đảm đang tháo vát, giỏi quán xuyến công việc nội trợ. Ai cũng biết, đối với những người phụ nữ bình thường thì công việc nội trợ vốn đã rất vất vả, thì đối với chị, một người phụ nữ khiếm thị, công việc này còn khó khăn gấp bội nhưng chị vẫn hoàn thành từ việc đi chợ cho đến việc vào bếp chế biến, nấu nướng để có được những bữa ăn ngon cho gia đình. Bên cạnh những công việc chăm lo cho gia đình vốn đã tốn nhiều công sức, nhưng với sự ham hiểu biết và nhằm nâng cao trình độ, chị đã cố gắng thu xếp thời gian để có thể đăng ký tham gia theo học chương trình đại học từ xa kéo dài 4 năm với tinh thần học tập nghiêm túc để khắc phục đoạn đường từ nơi làm việc đến lớp học chị phải vừa đi xe buýt vừa đi xe ôm có những hôm mùa đông rét mướt tan giờ học thì cũng là lúc trời tối chị nhờ các bạn học cùng lớp đưa ra bến xe buýt để về chỗ làm có những hôm xuống xe buýt mà trời mưa gió không có xe ôm chị phải lần dò từng bước về đến chỗ làm thì người cũng ướt hết mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy chị vẫn không quản ngại vất vả vẫn quyết tâm vừa đi học vừa đi làm và kết quả chị đã tốt nghiệp với tấm bằng loại khá với những thành quả đã đạt được tưởng chừng chị đã có một cuộc sống yên bình nhưng thêm một lần nữa số phận lại nghiệt ngã đặt ra thách thức lớn đối với chị cách đây hai năm chị phát hiện ra mình mắc phải một căn bệnh ung thư khi biết tin mình mắc phải căn bệnh quái ác đó mọi thứ tưởng như sụp đổ trước mắt chị mọi sự cố gắng trước đây dường như vô nghĩa chị gần như chán nản muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi một lần nữa niềm khát vọng sống lại bừng lên trong chị khi chị biết rằng bên cạnh mình còn có con có những người thân, những người bạn luôn quan tâm động viên khích lệ và luôn sát cánh cùng chị chiến đấu với bệnh tật. Chị từng phải trải qua những cuộc phẫu thuật và điều trị đầy đau đớn. Nhưng với một nghị lực và cố gắng không nhỏ, chị đã dần hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Tuy rằng cho đến nay, chị vẫn đang phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh đó với suy nghĩ mình cần phải tiếp tục sống sao cho có ý nghĩa. Hàng ngày, chị vẫn kiên trì luyện tập để nâng cao sức khỏe, đảm bảo những công việc thường nhật, tham gia sôi nổi vào các phong trào của hội. Đồng thời, chị cũng đang tham gia một lớp đào tạo giáo viên tầm quất nâng cao. Đặc biệt, chị vừa hoàn thành công việc biên soạn tập hợp những kiến thức được đúc kết trong suốt quá trình nghiên cứu giảng dạy nghề tẩm quất cổ truyền thành một cuốn tài liệu 12 đường kinh và huyệt nhằm giúp cho những người có nhu cầu học tập và tìm hiểu dễ dàng tra cứu. Với những cố gắng khắc phục khó khăn, chị Lê Bội Hương xứng đáng là một tấm gương người phụ nữ giàu nghị lực sống. Hình ảnh của chị đã để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp, sự khâm phục và bài viết này như một món quà gửi đến chị cùng những người phụ nữ đồng tật trong hội với lời chúc hãy luôn vững tin vào cuộc sống